Hello mọi người, mình là Mầm Mành đây. Hôm nay mình sẽ tham gia trả lời những câu hỏi từ cộng đồng FIFA nha mọi người nha. Ok, không tốn thời gian mọi người nữa, mình sẽ vào thẳng câu hỏi nha. Ok, câu hỏi 1. Lý do bạn lấy tên là Mầm Mành. Thì thực ra thì mình cũng xin nói mọi người luôn, mình là người Hoa, là người gốc Hoa. Và cái tên Mành xuất phát từ là dịch thành tiếng Việt gọi là tên Văn đó mọi người ạ. Tên Văn là tiếng Việt của mình, còn tên Mành là tiếng Hoa. Ở nhà thường thì người ta gọi mình là Mầm Mành, nên mình sẽ lấy cái tên này để làm cho mình kiểu tên streamer cũng như là tên để cho mọi người xưng hô cho dễ luôn. Ok, đến với câu hỏi thứ 2. Mầm Mành thích nam streamer nào nhất của Free Fire và vì sao? Thì mình thì không thích nam streamer Free Fire nào cả. Mình chỉ thích game thủ thôi mọi người. Thực ra thì mình rất quý một bạn game thủ mang tên là Phước. Hiện tại anh chàng này đang bắn cho đội tuyển cớ Free Fire, cũng là chủ quân đoàn cớ Free Fire. Vì lý do tại sao mình thích anh chàng này, vì mình nói thật, đây là một trong những người em mà phải nói tôi rất là quý ở trong cộng đồng Free Fire. Anh chàng này vừa phải nói lễ phép mà có tài năng và có kỹ năng, nói chung là mọi thứ anh chàng đều có cả mọi người ơi, rất là lễ phép luôn. Các bạn thử gặp Phước một lần ở ngoài đời đi, các bạn sẽ biết tại sao lý do mà mình lại thích anh chàng Phước lại tới mức nào. Ok, đến với câu thứ 3. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Mành Mành khi làm streamer game Free Fire. Thực ra thì trước khi đến game Free Fire, mình cũng từng chơi rất là nhiều game rồi và mình trải nghiệm rất nhiều game. Và đến với game Free Fire, mình muốn gắn bó con game này vì game Free Fire là một trong những con game nói chuyện qua mic đầu tiên tại Việt Nam mình biết đến các bạn ơi. Là chỉ mình biết thôi, còn những con game khác mình không biết. Thì có thể mình chơi chung bạn bè kia đó, thường người ta chơi game ở trong game người ta không nói mic được. Game Free Fire là một trong những con game phải nói là mình biết đến và có thể nói mic cùng đồng đội, phải nói là anh em chơi chung nhau rất là vui, nên mình gắn bó con game này cũng có khá là lâu. Ok, đến câu hỏi thứ 4. Khi đi thi đấu, tại sao mình được gọi là sứ giả hòa bình? Thì mình cũng xin nói bạn nghe luôn, tại sao mình gọi là sứ giả hòa bình. Thực ra cái lúc mà mình cũng muốn thi đấu đâu, tại vì bạn bè mình họ nói là bây giờ cũng anh em chơi chung nhau khá là lâu rồi và chưa có cái trận nào mà dạng như là chưa có cuộc thi nào mà anh em mình cùng đồng hành với nhau, thì mới chốt quyết định là tôi đi thi đấu. Và ai ngờ cái team tôi rất là may mắn khi vào được 3 mùa của Nói Chuyện Sinh Tồn. Thì 3 mùa này mình chỉ bắn được 2 mùa thôi. Và các bạn biết đấy, mình live stream Free Fire thì mình toàn bắn PC thôi, nên cái kỹ năng điện thoại của mình chắc chắn sẽ không hay bằng những cái tuyển thủ ở trong đó. Thì thực ra thì mình được gọi sứ giả hòa bình là vì mình bắn tới 30 trận được không kill các bạn ạ. Được không kill, mà từ đó thì Yana đã cho mình một cái mệnh danh là sứ giả hòa bình. Mà mình nghĩ cái kỷ lục này còn lâu lắm mới có người giải được các bạn ơi, không thể nào có người vượt mặt tôi được hết. Đó lý do tại sao mình được gọi sứ giả hòa bình. Đến câu hỏi thứ 6, chỉ 2 năm tuần 6 của bạn. Thì mình thì không biết bao nhiêu tuần 6, nhưng mà mình sẽ cởi sơ năm tuần 6 bạn em. Thì điều thứ nhất á, mình rất là hay quạo bạn ơi. Mình nói thiệt chứ, ở trên live có thì nhiều khi mình quạo vô cớ, kiểu như là người ta chửi mình kiểu này quạo. Nói chung mình cái đó tính cách đó xấu, mình sẽ khắc phục từ từ. Cái thứ hai á, là một khi mình nói bụng lên là mình giống như một cái thứ gì chứ không phải con người đâu, bạn hiểu không? Mình mà nói bụng lên kiểu như mình một cái thứ gì á. Cái thứ ba là mình rất là ham ngủ bạn ơi, mình thực sự mình rất là ham ngủ. Cái tư là mình cực kỳ lười, nói thiệt mà cực kỳ lười luôn. Nhiều khi các bạn thấy mình có thể là livestream 5-6 tiếng, 7-6 tiếng là kỳ này nọ, nhưng mà một khi mình tắt livestream nha, mình đi làm gì đâu không mọi người. Một là mình đi xem phim, hai là mình đi ngủ cái kiểu này nọ, mình đam mê của mình là ngủ à. Và điều cuối cùng là thứ năm, đó chính là cái gì ta? Cái gì này ta? Mình cũng chả biết nữa bạn ơi. Chắc là không có điều thứ năm, chắc là 4 điều thôi mọi người ơi. Ok, đến câu hỏi thứ 7. Kể ước mơ từ bé đúng không? Thì hồi bé mình có một ước mơ là mình chắc chỉ có một ước mơ thôi bạn ơi. Mình không cần tới ba ước mơ nhiều dữ dao. Mình chỉ có một ước mơ là mình sẽ làm thật nhiều tiền, không phải là nghề streamer. Tại vì mình ước mơ ở nhỏ mình không phải ước mơ làm streamer, mình ước mơ chỉ liên quan tới game thôi bạn ơi. Thì mình chỉ ước mơ là mình làm thật sự có nhiều tiền, sau đó mình có thể mình chăm sóc cho ba mẹ cũng như là gia đình của mình. Thực sự mình chỉ có mỗi ước mơ thôi, chứ thực ra mình không cần tới ba ước mơ nhiều như vậy đâu. Ok, đến câu hỏi thứ 8. Mình học nhất môn nào nhất và vì sao? Thực ra thì mình nói cái môn này ra chắc chắn các bạn cũng nhiều người cũng đồng quan điểm mình. Thì cái môn mình học dốt nhất đó chỉ là môn tiếng Anh. Thực ra thì các bạn, nếu mà những bạn nào xem phim của mình trên Boja, các bạn biết là mình cái tiếng Anh của mình phải nói là nó vừa vui mà nó vừa phải nói là
cái người nói không hiểu và cái người nghe cũng không hiểu bạn ơi. Thực sự lúc mình nói mình cũng không hiểu luôn, và mình học vốn được môn tiếng Anh vì thực ra thì mình không biết tại sao mình dốt nữa, thực sự mình cũng không biết tại sao mình dốt nữa bạn ơi. Ok, đến câu thứ 9. Ba yếu tố nào để có thể trở thành một streamer? Thì mình thấy tùy người bạn ơi, không phải là kiểu như là mình có thể mình chia sẻ cho bạn những cái yếu tố đó, nhưng mà tùy người, giống như có người thì hài hước, có người thì họ chơi game giỏi, và có người họ có duyên, có người nói chung thì rất là nhiều yếu tố để cho bạn trở thành một streamer. Nhưng mà cái yếu tố đầu tiên là các bạn phải chăm chỉ cũng như là cần cù, tại vì streamer các bạn không phải làm ngày 1, ngày 2, các bạn cũng phải làm 1 năm, 2 năm, các bạn thời gian rất là dài và các bạn tích lũy từng cái kinh nghiệm, từng tháng ngày để các bạn trở thành một streamer. Ok, đến hỏi cuối cùng, ngôn ngữ yêu lý tưởng của Mành Mành. Thực ra thì ngôn ngữ yêu lý tưởng tôi không có đâu bạn ơi, tại vì tôi có người yêu rồi bạn ơi, và đó chính là ai các bạn biết rồi đó. Ok, thì video tới đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những câu hỏi và những câu trả lời của Mành. Nếu các bạn thương Mành, các bạn ủng hộ Mành thì các bạn nhớ lên app Boya vào lúc 20:30 hàng ngày nhé. Bye bye mọi người.